Năm 1556, Trung Tông mất, không có con nối. Dòng đích của Lê Thái Tổ tuy còn nhưng đều sống ở vùng kiểm soát của nhà Mạc. Hoàng tộc nhà Lê sống ở khu vực Thanh Hóa, chỉ còn dòng đích của Lê Khoáng, bố của Lê Lợi là dòng Lê Trừ. Thái sư Lượng Quốc Công Trịnh Kiểm bèn chọn Lê Duy Bang lên ngôi, tức là Lê Anh Tông. Như vậy, về vai vế trong dòng họ các vua Lê, Anh Tông ở hàng ông của Trung Tông. Lê Anh Tông sinh năm 1532, mất ngày 22 tháng 1 năm 1573. Tên húy là Lê Duy Bang, là hoàng đế thứ 3 của nhà Lê Trung Hưng và là hoàng đế thứ 14 của nhà Hậu Lê nước Đại Việt. Ông trị vì từ năm 1556 đến năm 1572, tổng cộng 16 năm, trong thời kỳ Nam Bắc Triều. Anh Tông xuất thân là cháu năm đời của Lê Trừ, anh trai Lê Thái Tổ, Lê Lợi. Đến khi dòng đích của Lê Thái Tổ không còn hậu duệ, Thái sư Trịnh Kiểm lập Anh Tông lên ngôi, đóng tại hành cung Vạn Lại. Khi ấy nhà Lê vừa mới trung hưng, chính sự còn khá non nớt nhưng được Thái sư Trịnh Kiểm hết lòng phò tá, tiếp tục dựng nên cơ nghiệp. Thời kỳ Anh Tông làm vua, nhà Lê chỉ kiểm soát địa bàn từ Thanh Hóa trở vào Nam. Phía Bắc là vùng đất thuộc nhà Mạc kiểm soát. Thời kỳ này là thời kỳ ông giao toàn bộ quyền hành cho Trịnh Kiểm xử lý quốc sự. Năm 1558, Thái úy Đoan Quận Công Nguyễn Hoàng xin trấn thủ Quảng Nam, ông cũng giao cho Trịnh Kiểm quyết định. Vụ hoàng đệ Lê Duy Hàn trộm ấn báu, ông cũng để Kiểm xử trí thay. Có thể thấy, không cần đến đời Lê Thế Tông các chúa Trịnh mới nắm thực quyền, mà mầm mống từ khi trung hưng cơ nghiệp đã không còn là của nhà Lê nữa mà là của quyền thần họ Nguyễn và họ Trịnh. Khác với hai vua đầu thời Lê Trung Hưng thường ủy thác toàn bộ việc chiến sự cho Nguyễn Kim và Trịnh Kiểm, Anh Tông đã có những lần tự cầm quân ra mặt trận chống nhà Mạc. Một tướng họ Lê khác là Lê Cập Đệ nhiều lần ra trận lập được công, được phong làm thái phó. Trong thời kỳ này, quyền hành của các chúa Trịnh tăng lên rất nhiều. Năm 1570, Trịnh Kiểm chết, hai con là Trịnh Cối và Trịnh Tùng tranh giành quyền bính. Vua Lê về phía Trịnh Tùng phong làm Trường Quận Công chống lại Cối và đạo quân nhà Mạc do Nhiếp Chính Mạc Kính Điển chỉ huy. Trịnh Cối thất bại phải sang hàng nhà Mạc. Sau đó vua Lê tiếp tục thăng Tùng làm Thái úy Trường Quốc Công, làm tướng đánh nhà Mạc. Ban đầu vua Lê và Trịnh Tùng sống với nhau rất hòa thuận, binh sĩ cường tráng, võ nghệ thần sầu, nhưng đến năm 1572, vì nghe lời rèm của Cảnh Hấp và Đình Ngạn Thế quyền hành Trịnh Tùng quá lớn, Lê Cập Đệ bàn mưu với Anh Tông mưu trừ khử Tùng để lấy lại quyền bính cho nhà Lê. Sau khi bố trí mọi việc, Anh Tông cùng Cập Đệ hẹn nhau, hễ đêm đến, nghe thấy tiếng pháo nổ một tiếng thì nhà vua qua sông để cử sự. Mưu cơ bị lộ, Trịnh Tùng biết rõ chuyện ấy, nhưng bề ngoài vẫn cứ biếu Cập Đệ nhiều vàng bạc. Khi Cập Đệ đến tạ ơn thì Tùng cho tên đao phủ mai phục sẵn, xông ra giết chết. Nghe tin Cập Đệ bị giết, Anh Tông biết cơ mưu đã lộ bèn bỏ hành cung, cùng bốn hoàng tử lớn chạy ra Nghệ An. Ngày 1 tháng 1 năm 1573, Trịnh Tùng đưa con trai thứ 5 còn nhỏ tuổi của ông là Lê Duy Đàm lên ngôi vua, tức Lê Thế Tông. Sau đó Trịnh Tùng sai Nguyễn Hữu Liêu đem quân đến Nghệ An bắt Anh Tông. Nhà vua lánh ra ruộng mía, Hữu Liêu đến lại mời, Anh Tông đành phải quay về. Trịnh Tùng sai Tống Đức Vị ngày đêm hầu ở bên nhà vua để giám sát. Ngày 22 tháng 1 năm 1573, Anh Tông đi đến Lôi Dương. Đức Vị ngầm bức bách giết chết nhà vua, rồi nói phao lên rằng nhà vua tự thất cổ chết. Đại Nam Thực Lục Tiền Biên, bộ biên niên sử về các chúa Nguyễn ở phương Nam, chép về cái chết của Lê Anh Tông. Anh Tông chết khi 42 tuổi, được táng ở Lăng Bố Vệ. Vua Lê Anh Tông sinh được 5 người con trai, 1 người con gái. Trưởng Nam là Lê Duy Sách Tước Chủ Sản, mẹ là Lê Thị Ngọc Quý, người xã Tam Lư, huyện Lôi Dương. Sinh 2 con trai, 1 con gái, thứ Nam là Lê Duy Liệu, thứ Ba là Lê Duy Ngạch, mẹ là Lê Thị Ngọc Bền, người Sách Nông Vụ. Thứ Bốn là Lê Duy Tùng, thứ Năm là Lê Duy Đàm Lê Thế Tông. Trưởng nữ là Ngọc Lễ theo Hoàng Đình Phùng và công chúa Ngọc Hoa và Mai Hoa. Bộ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư biên soạn dưới sự chỉ đạo của các chúa Trịnh đã nhận xét về Lê Anh Tông.